Quảng Ngãi sau khi bắn chết người ở một nhà hàng 2 năm trước, Phạm Đức Hạnh, 25 tuổi, trốn sang Trung Quốc làm việc trong trại nuôi gà chọi. Phạm Đức Hạnh trước khi gây án, ảnh, Trà Giang, Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 2 cho biết đã di lý Hạnh từ Lạng Sơn về địa phương để điều tra vụ án giết người. Theo hồ sơ, Hạnh là nhân viên nhà hàng trên đường Phan Đăng Lưu, thành phố Quảng Ngãi. Tháng 5 năm 2018, anh Võ Thành Thái 28 tuổi, đến gặp một nhân viên nhà hàng để nói chuyện thì xảy ra xô xát với những người ở đây. Thấy ông chủ và đồng nghiệp đánh nhau ngoài sân, Hạnh từ phòng VIP chạy ra dùng súng bắn vào ngực Thái khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Hạnh tẩu thoát và bị truy nã toàn quốc. Sau khi trốn sang Trung Quốc, đầu tháng 2, cả tìm đường về nước. Đến khu vực biên giới thuộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Hạnh bị đồn biên phòng Bình Nghi bắt giữ. Hạnh có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản. Let's Bluff Us, Oi.